Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Em là Nam ở Thái Bình, chuyên cung cấp phụ tùng xe 3 4 bánh, xăng và xe điện. Hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là một cái bộ chế xe 3 bánh máy xăng hàng cao cấp. Loại này thì vẫn là tải trọng 5 đến 700 kg, tuy nhiên thì nó phục vụ cho những các khách hàng yêu quý những cái đồ chất lượng hàng loại một và tìm kiếm sự hoàn hảo, thì em xin giới thiệu đến các bạn một bộ phụ tùng như vậy. Ở đây thì tất cả đều trang bị cho các bác một loại một hết nhé: cầu loại một, số phụ loại một, số lùi loại tốt nhất, nhíp hàng nhập khẩu. Đấy. Bánh và vành đều là hàng nhập, tất cả đều là hàng nhập các bạn nhé. Duy chỉ có mấy cái tay phanh và cái bản mã bằng sắt là hàng gia công trong nước thôi, còn lại tất cả là hàng nhập khẩu 100%. Thì những cái thông số chính trong cái bộ này thì sẽ bao gồm một cây cầu có đủ các lựa chọn cho khách hàng từ 70 cho đến 1,5 m. Đấy, tùy khách hàng đóng khổ xe nhé. Một đôi nhíp dài 75 cm, hàng nhập khẩu 5 lá. Nhíp này là nhíp có gân nhé. Thì đi sâu vào trong từng cái hạng mục một ấy, thì sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cây cầu. Sở dĩ em để cây cầu cạnh cái cân ở đây là mục đích cho các bạn phân biệt được cây cầu 90 cm này nó nặng tới bao nhiêu kg để cho các bác tiện so sánh. Cái cầu này thì có trọng lượng là 27,5 kg. Tiếp theo thì giới thiệu chi tiết cho các bạn một bộ nhíp. Nhíp này là nhíp hàng nhập. Đấy, dài 75, nó có gân tăng cứng này. Đây, hàng nhập này. Rất là đẹp. Các bác có thể tham khảo ngay từ cái mõ nhíp nó chấn này. Rất là đẹp nhé. Đấy. Cắt gọt rất là kỹ, nỗ tròn. Và cái độ kín khít trên từng lá nhíp thì rất là chuẩn. Nhíp này thì có tổng chiều dài là 75 cm. Phụ kiện nhíp thì cũng rất là loại tốt hết. Cái đu nhíp này là ốc 12 nhé. Nó có loại ốc 10 và ốc 12. Thì bên em chọn lựa là ốc 12 này, tai rất là dày này. Tai này khoảng 6-5 ly. Đấy, bánh bích này dày 7 ly. Đây. U cố định này là khoảng 5 ly. Tất cả là ốc chống trôi. Và mõ nhíp này, mõ treo này là gối treo cố định, gối treo đu nhíp. Đấy. Quang nhíp thì ốc rất là dày thân. Đấy. Phần số phụ đây. Số phụ này là số phụ sử dụng hai lò xo để cố định vị trí. Và loại này thì có trọng lượng nặng hơn rất là nhiều so với cái loại số phụ thường. Loại hai lò xo này trọng lượng lớn hơn, cân nặng rất là nhiều. Và loại này thì các bạn sang số rất là nhàn, nó cố định vị trí rồi, không phải căn chỉnh gì cả, cứ đẩy số sang là nó sẽ tự vị trí, nó giữ lại. Đấy, phần cần số và phần cố định. Dây số của nó đây, các bác có thể xem tham khảo dây số của nó thì không khác gì dây số của xe ô tô. Đấy. Dây số này thì gần như các bác chạy đến chục năm chưa hỏng được phần dây số. Đây là phần phần này là phần khớp lối. Khớp lối thì bằng thép các bác nhé. Đây này. Đấy, nó đúc rất là chuẩn, lặng và dày, hai khớp trượt để cho các bác thoải mái có thể hàn khớp hai đầu, sau này tháo rút rất là dễ. Hàng số lùi này thì được dập tên của bên công ty em luôn. Đấy, hàng loại đặt luôn, hàng đặt luôn. Phần phụ kiện phanh thì sẽ bao gồm 10 cái tai phanh
và một cái dây phanh, một cái phanh tay để dừng đỗ. Tiếp theo thì giới thiệu đến các bác cái hạng mục bánh xe. Bánh xe thì có các thông số như sau. Bánh này là bánh có thông số là mắc loát này, 355 kg trên một bánh. Đấy. Đây. Và lốp này thuộc hàng lốp 14 nhé. Đây. 10 par 14 này. Vành xe thì hàng này là hàng nhập khẩu các bác. Vành này là hàng nhập khẩu. Tim ốc của nó, vành lỗ tâm này là lỗ 63. Và lỗ chéo này là chéo 10. Nó còn một loại khác nữa là cái loại lỗ này là lỗ 70. Và tim ốc này là tim ốc 10 phải 1.6 cm. Đấy. Thì cái vành này nó là vành nặng nhất bên em đang nhập hiện nay. Cái vành nguyên cái vành này của nó là 4 cân rưỡi một cái vành này. Còn một cái loại lỗ 70 thì em nhớ lâu rồi thì nó nhẹ cân hơn. Thì cái đấy thì các bác khách hàng về cứ cân thử một bánh lên thì sẽ tính ra được là trọng lượng của nó bao nhiêu. Đây em cân cho các bác một cái nhé. Đây là bánh 400 thì 12 này. Cân nặng của nó là 8 kg. Đấy thì trọng lượng của nó là 8 kg. À, và một cái đôi đèn hậu này thì các bác có thể mua hoặc không mua thì bên em sẽ bớt tiền đi. Đấy. Thì một đôi đèn hậu này nó có là đèn 12V. Các bác có thể đổi qua lấy bóng tóc cũng được, bên em sẽ đổi đồng giá cho các bác. Thì bóng tóc thì nó sẽ dễ thay thế khi hỏng hóc hơn. Còn đèn led này thì hỏng là gần như chỉ có bỏ đi thôi. Tất nhiên là vỡ rồi thì cũng bỏ đi chứ họ không có bán vỏ. Đấy. Mọi thông số em đã đưa ra như vậy thì mọi khách hàng có nhu cầu quan tâm về sản phẩm xin liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955 hoặc 0966 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.